Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe, hàng triệu triệu người sẽ đi đến giai đoạn trả quả mà chết. Khắp nơi đều có những hờ hình ảnh đầy khủng hoảng, đói khát và điêu tàn. Thời gian đã gần kề và sự đổ nát sẽ càng lún sâu thêm trong tuyệt vọng. Kẻ tốt người xấu, kẻ cao người thấp, các hoàng tử của giáo hội cùng tín đồ, các lãnh đạo cùng nhân dân, tất cả đều chết nơi nơi đều có bóng dáng tử thần giống như là một hiện tượng tự nhiên xảy ra do nhiều lỗi lầm của những ai thiếu suy luận qua quyển sấm giảng người đời của sư vải bán khoai cho biết đời hạ nguyên sắp mãn và thời gian rất gần sẽ khai diễn đại hội long hoa từ đấu đến cuối quyển sấm giảng còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần danh từ hạ nguyên hạ nguyên giáp tý bằng nay cơ trời đã khiến lập đời thượng lai Hạ Nguyên này đã hết rồi. Minh Hoàng Cầu Phật lập đời thượng nguyên, Hạ Nguyên Tuất, hời đổi đời, Ngọc Hoàng Hội nghị lập đời thượng nguyên. Ông sư vải cho biết Hội Long Hoa được mở ra để chọn người hiền đức và lập đời thượng nguyên vô cùng đẹp đẽ, một xã hội của người hiền, không còn kẻ ác. Vì ở cuối đời Hạ Nguyên đa số con người tội lỗi quá nhiều. Trong quyển sấm giảng viết bằng thơ lục bát sư vải bán khoai tiết lộ những hiện tượng xảy ra cho thế gian vào thời hạ nguân như chiến tranh nổi lên khắp nơi gây cảnh con lạc cha vợ lạc chồng nhà cửa tan nát thay người chết như bèo trôi sông đa số là những người hung ác không biết thức tỉnh lo tu tâm dưỡng tánh trong giai đoạn chuẩn bị dự long hoa nên bây giờ dù ăn năn cũng không còn kịp nữa ngoài cuộc tàn sát bởi chiến tranh gây ra còn nhiều tai trời ách nước như nước lục, bão tố, lửa cháy khắp nơi, ác thú xông ra ăn thịt người. Sư vải bán khoai còn cho biết rằng, trong lúc chiến tranh hỗn loạn, giữa loài người thì điềm trời xuất hiện, trên trời có sấm nổ, làm kinh thiên động địa, bom nguyên tử, nhiều hòn núi phá vỡ, những nước mới chế bom thí nghiệm bom nguyên tử dưới hang núi thay vì dưới đất sâu như trước, nhiều cù lao đất liền phải sụp, quả đất thay hình đổ dạng, chôn vùi cả châu và nổi lên châu mới, giống như đại hồng thủy chôn vùi châu Atlantis dưới đại Tây Dương. Lúc bấy giờ loài người sẽ kinh động tột độ, không còn bắn giết nhau nữa. Và lúc này là lúc tiên, Phật lập hội Long Hoa để chọn người hiền đức. Nhân loại còn lại không bao nhiêu, mười người chỉ còn hai người hiền đức sống sót mà thôi điều mà ông sư vải bán khoai vui mừng là khi thời thượng nguân lập ra nước việt nam sẽ là nước được diễm phúc nhất trên trái đất này sở dĩ nước việt nam được diễm phúc là vì cơ trời cho nước nam là cõi trung ương là trung tâm của nền văn minh thời thượng nguân sau này chính vì vậy mà tiên Phật giáng trần ở nước Việt Nam và sư vải bán khoai vân lệnh Phật đi phổ hóa khắp nơi. Ông rất đau buồn vì thấy người đời không chịu nghe, không chịu tu, nên ông căng dặn, nếu không tin, sau này mang họa thì đừng trách ông sao không có dạy trước. Sau cuộc sàn sảy, biến chuyển sẽ xảy ra, nào là cảnh của cải phúc chốc tiêu tan, nào là cảnh giặc giả bốn phương nổi lên. Nào là nạn đói xảy ra người người phải điêu linh, nạn đó kéo dài từ khi bắt đầu xảy ra biến cố đến ngày lập đời thượng nguồn mới dứt, sau lập hội thì già hóa trẻ, khắp hoàng cầu đổi xác thay hồn, Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thưởng Phật, tiên với thánh, nào là nạn quỷ vương gây tai họa cho dân chúng, vì Đức Huỳnh giáo chủ cho biết rằng trời đã mở cửa. Cho nó xuống thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma. Trời mở cửa quỷ vương xuống thế, nào là nạn băng sơn hủy diệt, nạn hồng thủy chôn vùi hàng triệu người dưới làn sóng đỏ. Các biến chuyển chấm dứt thì có tiếng nổ và Đức Huỳnh giáo chủ quả quyết rằng, bây giờ có phép lạ, tiên Phật xuất hiện, chiêu ban hàng phục, không chiến mà thành, súng không thể nổ nữa. Ở Việt Nam có một vị quân sư thượng trí, có lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông, ngồi một nơi mà mà thấy xa, nghe xa, biết cả ý muốn của con người. Cả 18 nước tham chiến phải phục tùng. Người hiền được thưởng, kẻ ác bị trừng phạt. Loài người còn sống sót sẽ thay hồn đổi xác nhờ phép tiên, phép Phật. Địa hình địa vật của trái đất đều đổi mới, cây cối tốt tươi, người hiền còn sống sót hưởng đời thượng nguyên thánh đức. Chúng ta đã chán biết thế thường hễ mình học giàu giỏi hay dở mà tới ngày thi tất nhiên là ngày điểm bài vở của chúng ta, giàu cho biết chắc mình có đủ tài khoa mục, có đủ phần phước đậu đặng nhưng bây giờ cũng lo ngại hồi hộp mà thôi. Toàn thể chúng sanh tất nhiên nhân loại trên mặt địa cầu này giờ phút này tinh thần họ chẳng khác gì một cá nhân kia vậy họ phải lo sợ hồi hộp không biết định phận đậu rớt thế nào và trong khoa mục ấy chúng ta có đậu hay chăng ôi còn một trường náo nhiệt chúng ta đã ngó thấy cảnh tương tàn tương sát giặc giả chiến tranh thiên tai nghiệp chướng nhưng có cuộc ấy chăng có chi lạ hơn là trác đòi hầu của tòa thiên liên kia vậy? Một cái quả kiếp của nhân loại giàu ở Á Đông hay Âu Châu, nếu chúng ta để tâm nghiên cứu, quan sát tận tường chúng ta ngó thấy cả hình luật quả kiếp luân hồi quyền năng vô đối của cảnh thiên liên hàng sống. Các đấng thiên liên đã tiên tri kỳ chuyển thế này rất dữ dội, nhân loại sẽ bị tiêu diệt 90% bởi nhiều cách chiến tranh tương tàn tương sát với vũ khí nguyên tử và hóa học tối tân, giết người hàng loạt, cùng đánh nhau rồi cùng chết hết, không có kẻ thắng người bại, cuộc đại động đất dữ dội làm thay đổi hình thể mặt địa cầu, có nơi thành biển, có chỗ thành non, hậu quả của tình trạng thay đổi khí hậu sẽ rất thảm khốc, nhiệt độ tăng trông thấy trong máy. Thập niên qua làm cho các phiến băng tan và khiến mực nước biển dâng lên. Các vùng đồng bằng khổng lồ nơi hàng tỷ người đang sinh sống sẽ chịu nhiều nguy cơ lục lội, thay đổi khí hậu có ảnh hưởng trực tiếp tới động vật, cây cối và nguồn nước, bệnh chướng sát hại lan tràn khắp nơi. Cuối cùng, ngũ hành thay đổi để loại bỏ số nhân loại có tâm tánh ô trượt. Muốn được sống sót trong kỳ ba tận thế này, chúng ta phải lo lập công bồi đức cho nhiều, tu hành chân chánh, không chút bận nhơ, từ bỏ ác hành, dù một chút nhỏ, đồng. Thời mở lòng từ bi, bác ái. Chúng ta còn phải ăn chay trường để thể xác và chân thần trong sạch nhẹ nhàng. Chỉ có 10% nhân loại là còn sống sót sau khi tận thế sẽ được tham dự hội Long Hoa. Trong số này, những người có nhiều công đức sẽ đắc phong ngôi vị thần, thánh, tiên, Phật những người hiền lương nhưng ít công đức sẽ làm giống dân trong một thế giới mới gọi là thế giới đại đồng. Địa cầu của chúng ta sẽ bước qua thời kỳ thượng nguồn của chuyển thứ tư, gọi là đời thánh đức theo lời các đấng dạy, đức di lạc cầm cân cứu thế, hội long hoa tên để phong thần, thượng ngương đời lập tân dân, dựng nền dân quốc. Xa lần chủ quân, quê hương hiện cảnh xuân thơ mới, đạo nhà Nam Vạn Đại lưu truyền, gia vô bế hộ êm đềm, Phật, tiên, thần, thánh giáng miền Trần gian đạo gom trọn nhân gian vũ trụ, gieo giống lành làm chủ năm châu, từ đây khắp cả hoàn cầu, Âu ca lạc nghiệp dưới bầu trời chung, thơ tiên tri của Đức Phạm Hồ Pháp, hội nghị Âu Châu sắp dọn đường, chờ coi gánh hát Thái Bình Dương, cả 16 nước chung bầu gánh, ai lạnh mỗi vai sắp sẵn sàng cờ phất quân hô trống giống ba, kết Mỹ, kết. Nga chung kết Pháp, tướng Tàu. Tướng Ấn tướng phiên Nga, lão phiên Nga trợ mắt lên, cao ly, mông cổ đứng hai bên, biển đông sắm xét ra oai thử, hò hét vang lên trỗi tiếng rền, Việt Nam khán giả đứng xem coi, lớp nọ tướng kia rất mặn mòi, diễn xuất lần này là lần chót. Vui cười không mãn một tiếng thôi.